Chào thầy và các bạn, mình là Bùi Phúc Đạt, mã số sinh viên 1414-1056. Sau đây mời thầy và các bạn đến với bài tập B xử lý thứ 9 của mình. Và đây là đề bài là yêu cầu là cho một hệ thống điều khiển giải nhiệt dùng động cơ DC 24V dòng 3A kết nối với vi điều khiển BX16F887 qua IC298. Sử dụng hai nút nhấn Speed Run Stop nối với hai chân RB0 và RB1 của con bít LCD 16x2. Vi điều khiển tự sử dụng tần số dao động 20V. Đề yêu cầu là vẽ sơ đồ nguyên lý kết nối, là vẽ phần cứng cho nó và viết chương trình thực hiện yêu cầu. Hiển thị tốc độ và trạng thái hệ thống trên LCD. Hàng mục của LCD mình sẽ hiển đầu hàng sẽ hiển thị là chuỗi ký tự là duty cycle, cuối hàng sẽ hiển thị các cái này là hiển thị các giá trị tốc độ, hiển thị giá trị tốc độ phần trăm. Hàng thứ hai là status, cuối hàng là hiển thị trạng thái cho nó. XXX là giá trị chu kỳ làm việc, YYY là hiển thị chuỗi run hay stop tương với trạng thái hoạt động của hệ thống. Dùng BWM của bit để điều khiển thay đổi tốc độ động cơ DC. Ba cấp độ tương ứng với chu kỳ làm việc là 70, 30 và 100%. Khi nhấn nút Speed và hiển thị trên LCD. Chu kỳ tín hiệu BWM là 400 pico giây. Nhấn nút Run Stop để ngừng động cơ và cho phép động cơ chạy lại theo tốc độ trước khi ngừng. Mặc định ban cầu chu kỳ làm việc là 30% ở chế độ Stop. Thì bây giờ mình sẽ đi tới phần cứng. Đây, phần cứng này thì phần cứng này mình vẽ theo bài của thầy cho vẽ theo gồm với một con bít LCD 16F887 ICL298 và động cơ. Thì ở đây động cơ này mình sẽ sử dụng nguồn battery là 24V. Và đây hai nút nhấn này thì đề bài yêu cầu là nối với chân RB0 RB1 của con bít LCD dùng để hiển thị trạng thái hoạt động và tốc độ của động cơ. Bọt B mình sẽ nối với nút nhấn. Bọt C thì dùng để kết nối nối với lại ICL298. Bọt E là để tác động vào các chân điều khiển của LCD 16x2. Còn các chân của bọt D thì sẽ hiển thị giá trị, dùng để hiển thị giá trị lên LCD. Chân RC7 sẽ được nối với hai chân E Enable A và Enable B của L98, là dùng để cho phép động cơ cho phép ngõ ra O1 O2 xuất tín hiệu ra để điều khiển động cơ chạy. Đây là phần cứng của mình chỉ vẽ theo bài thầy cho thôi. Tiếp theo là tới chương trình của nó. Thì ở chương trình đầu tiên mình cũng khai báo thư viện 16F887. Đề yêu cầu là dùng xung cờ lốc là 20M. Đây mình đã khai báo luôn xung cờ lốc 20M. Và mình định nghĩa các chân cho nó. Enable. Enable đây là chân C7, đây mình của L298 mình định nghĩa là chân C7. Và chân speed thì là RB0, nút ấn speed đây sẽ nối với RB0 của con bít. Còn nút nhấn run stop sẽ là nối với lại nút RB1 của con bít. Sau đó thì mình khai báo thư viện. Thì ở đây thì thư viện
LCD.C của mình nó không tích hợp sẵn trong phần driver của chương trình khi cài, nên mình copy trên mạng về và mình dẫn đường link vào dẫn đường link vào thư viện này, rồi mình define clean là dùng để xóa các giá trị hiển thị. Thì mình khai báo các biến, đầu tiên là biến đếm bằng 1, biến trạng thái và giá trị 150. Thì đây là mình viết chương trình chống dội cho nút run stop. Nút run stop của mình là nút mà khi mình nhấn thì nó sẽ thay đổi trạng thái chạy của động cơ là dừng hoặc là chạy. Đây, phần trên này chỉ là chống dội thôi, còn khi mà nút nhấn run stop mà được nhấn thì sẽ đảo trạng thái sẽ bằng đảo trạng thái trước đó. Trạng thái mới đầu của mình bằng 0 nghĩa là mình mặc định bằng 0, là giống như là mình chưa cho làm chưa động cơ chưa chạy. Nhấn một cái thì đảo trạng thái lên là sẽ bằng 1 là đang chạy, nhấn cái nữa lại bằng 0 là ngừng chạy. Tiếp theo là chương trình speed. Chương trình speed này là theo đề bài là hiển thị hàng 1 này đây. Chương trình speed này khi nhấn nút speed và hiển thị trên LCD là nó sẽ tương ứng với hiển thị lên cái dòng x này là chu kỳ làm việc với các mức độ là 30%, 70% và 100%. Đây có ba mức độ làm việc, nên khi mà mình nhấn nút speed thì nó sẽ tự tăng lên từng mức độ một. Biến đếm ban đầu mình cho bằng 0 mà. Cho biến đếm ban đầu mình cho bằng 1 là nó tương ứng với lại mặc định ban đầu chu kỳ làm việc là 30%. Thì mình coi mình lúc tí nữa mình sẽ viết chương trình là mình cho chương trình mình cho cái đếm bằng 1 này là tương ứng với chu kỳ 30%, khi mà nhấn một lần thì lên đếm bằng 2 nó sẽ tương ứng với mức độ làm việc là 70, lên đếm bằng 3 là sẽ tương ứng với mức độ làm việc là 100%. Khi mà lớn hơn 3 nghĩa là bạn đang bằng 100% rồi, mình nhấn lần thứ tư thì nó sẽ quay lại đếm bằng 1, quay lại mức độ làm việc 30% như ban đầu. Tiếp theo là đi vào chương trình chính. Thì ở đây mình set ít hai bọt CB cho nó, bọt C thì bọt B thì đầu tiên mình chưa nhấn gì hết nên mình set ít 0x00 cho nó. Còn bọt C là dùng để điều khiển với lại cái kết nối với L298, nên là mình sẽ xác định xét cho nó là 0xFF. Câu lệnh LCD setup. Output low pin C3. Output low pin C3 nghĩa là cái chân cái sẽ xuất cái mức 0 vào cái chân in 2 của con L298 này. Cái câu lệnh này đấy nghĩa là dùng mình sẽ khởi tạo cái chân CB là ngõ ra out của sung BWM. Như này là setup timer cho nó. Thì đầu tiên động cơ theo đề là đầu tiên ở chế độ stop. Chế độ stop nghĩa là động cơ chưa chạy. Động cơ chưa chạy thì đầu tiên chương trình chính của mình sẽ xuất chân enable là cái chân C7 ở trên đó, để thì sự xuất ra mức thấp để nó không kích cho động cơ chạy. Câu lệnh luôn đúng qua chu. If trạng thái bằng 1. Trạng thái này của mình gồm có trạng thái là đây, trạng thái là như mình dùng trong chương trình run stop. Nếu trạng thái bằng 1, speed nghĩa là khi đó trạng thái bằng 1 nghĩa là lúc đó là mình đã nhấn chân là cái motor nó đã chạy rồi. Khi mà motor đã chạy thì mình mới thể điều khiển được cái mức độ làm việc cho nó. Nên khi mà trạng thái bằng 1 thì mình mới xét hàm speed là hàm điều khiển nút nhấn nút hàm nút nhấn speed này.
Rồi lúc đó cũng kích cho cái chân xe 7 lên mức 1 là để điều khiển tốc độ động, để động cơ bắt đầu chạy. Là và hiển thị ở LCD command 0x0, có nghĩa là hạng 1 cộng 1 sẽ hiển thị ra dòng chữ tình trạng status run. Mở lại đây. Đâu 0x0 là hàng hàng 2 cột 1. Đây sẽ hiển thị ra status run, nghĩa là khi mà mình nhấn nó rồi, nhấn trạng thái bằng 1 rồi thì cũng tương ứng là khi mình nhấn là động cơ sẽ bằng 1 và trên LCD của hàng động cơ lúc đó sẽ chạy, và trên LCD hàng 2 cột 1 sẽ hiển thị status run, nghĩa là đang chạy. L là khi trạng thái bằng 0. Cũng tương tự vậy, cũng hiển thị giá, cũng hiển thị lên LCD ở vị trí hàng 2 cột 1. Trạng thái là stop, nghĩa là không chạy. Lúc đó trạng thái đang bằng 0 thì là tương ứng với stop. Tiếp theo là do đề bài nó có 3 mức độ 30, 70, 100% nên tiếp theo mình sẽ xét từng mức độ để hiển thị cho nó. If đếm bằng 1, nãy mình nói rồi, if đếm bằng 1 là nó tương đương với lại trạng thái làm việc là 30%. Thì LCD comment 0x80 thì là ở hàng 1 cộng 1 nó sẽ hiển thị ra dòng chữ là duty cycle 30%. Các bạn nhớ đếm bằng 1 là tương ứng với 30% nha. Đây mình mở lại cái đề. Duty cycle x x x%. Đây 30, 70, 100 là hàng 1 cộng 1 của LCD. Nó sẽ hiển thị là 30% giá trị 150. Thì đây là có 100 500 xung tất cả, thì 150 là 30% của 5 500 xung đó. Còn if đếm bằng 2. If đếm bằng 2 lúc đó sẽ tương đương với mức độ làm việc là 70%. Mình cũng xuất ra dòng chữ duty cycle, ở đây thì nó sẽ lên mức 2 nên là 70%. Còn 350 này là tương với 70% của 500 anh. Tương ứng với if đến bằng 3. Thì cũng tương là duty cycle nó sẽ hiển thị mức độ làm việc, nó in ra là 100%. Nghĩa là đang ở mức độ làm việc thứ 3 là 100% của 500, giá trị mình gắn vào 500. Rồi mình khai báo hàm run stop và xét giá trị cho BMW. Nên mình sẽ compile và chạy thử với nó. Đây hàng một cột một sẽ hiển thị đầu tiên là stop, đây bài yêu cầu mà mặc định ban đầu chu kỳ làm việc là 30% bởi chế độ stop, 30% bởi chế độ stop. Khi mình nhấn nút run nó sẽ sang chế độ run động, các bạn sẽ thấy động cơ chạy nhưng mà nó vẫn ở mức độ làm việc là 30%. Mình sẽ nhấn nút shift để điều chỉnh mức độ làm việc cho nó.